Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Biết bắt đầu như thế nào nhỉ? Cái câu chuyện là ở trên Toy Station thì anh Khoai Tây đang bị sốt. Một cơn sốt mang tên... các bạn chờ xíu. Cơn sốt mang tên Bumblebee. Ok các bạn ơi, và chúng ta đang ở My Kingdom Vạn Hạnh Mo. Ta-da-da. Đây, đây là cả một cái khu vực của Transformer nha các bạn ơi. Rất là nhiều những sản phẩm về Bumblebee luôn. Đây. Một em Bumblebee của Takara Tomy, lấy luôn. Một em, em này rất là cao luôn, của Hasbro, lấy luôn. Lấy cái này, lấy hai cái này. Hai em này mới đầu nhìn tưởng y chang nhau nhưng mà thật sự là phiên bản khác nha các bạn ơi. Ok, hai em này luôn đi. Còn trên đây là những cái loại mặt nạ. Vì anh thích cái mặt nạ này. Oh my god. Wow, sao cái hộp bự vậy? Wow. Cái nón này chất lượng nha các bạn. Hình như là đội full đầu luôn á. Oh my god. So cool. What? Có chức năng Bluetooth, loa bên trong, đèn sáng nghe mắt và có thể tùy chỉnh kích cỡ đầu nữa. Ok, thôi lỡ rồi, mình tới luôn đi. Nhưng mà bây giờ không biết là sao đem cái đống này ra tính tiền đây. Chờ đây chút xíu nha, ra xin cái giỏ. Ok các bạn ơi, lúc mà anh gom mấy em này ở My Kingdom thì thấy cũng không có nhiều lắm mà sao mang về Toy Station trưng lên cái bàn này. Oh my god, sao mà nhiều dữ vậy? Không biết là mình có hơi quá tay không nữa. Đây các bạn thấy ha, từ những em Bumblebee size nhỏ nhất nè, vừa một chút xíu, rồi có những em size lớn hơn. Cái em đứng đằng này anh nghĩ là lớn nhất. Còn em này thì nhìn có vẻ như là cao cấp nhất nè. Cái hộp đẹp quá. Rồi còn một cái món khủng nhất, đó là cái nón này. Oh my god, tuyệt đẹp luôn các bạn ơi. Cái thùng này rất là to luôn nha. Cái nón này là full size mà nó đúng nghĩa là một cái nón đội vô là bao 360 độ cái đầu của mình luôn. Wow, ok. Cơn sốt mà trời tới luôn các bạn ơi. Và sở dĩ anh Khoai Tây đang có cái cơn sốt Bumblebee này thì có hai lý do. Lý do thứ nhất, đã từ rất là lâu rồi thì anh có một cái sở thích dành cho Transformers, kiểu những cái nhân vật robot ngoài hành tinh biến thành xe, rồi những cái mẫu xe đẹp nữa, tuyệt vời. Và đặc biệt là một nhân vật, anh nghĩ là cái nhân vật này cũng có rất là nhiều fan, Bumblebee. Và cái lý do thứ hai, cái lý do này là nó châm ngòi cho cái cơn sốt này nè. Vào ngày 21 tháng 12 sẽ có một bộ phim hoàn toàn về Bumblebee. Oh my god, các bạn đã coi trailer chưa? Nếu chưa thì hãy coi đi, rất là tuyệt vời. Ok, còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu unbox và xem qua tất cả những em ở đây. Let's go. Đầu tiên, chúng ta có một em Bumblebee thuộc Power Series nha các bạn. Có một cái chức năng cũng rất là hay, đó là cái ký hiệu Energon Igniters. Nó là một cái động cơ rời có thể giúp cho những bạn này phóng ra được. Nhưng mà cái mẫu này thì là nó không có đi kèm theo cái động cơ đó. Và đây là một dòng mà đến từ hãng Hasbro, rất nổi tiếng của Mỹ ha. Nhưng mà thực ra thì cả mười mấy sản phẩm chúng ta có hôm nay đều đến từ hãng Hasbro hết. Lật ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy có logo của Hasbro. Đây là logo của hãng xe GM. Hasbro đã mua được cái bản quyền thiết kế của cái xe Chevrolet Camaro này của GM. Và thêm một điều cũng thú vị nhỏ nữa, đó là cái món này được made in Việt Nam. Hasbro đã đặt hàng gia công tại Việt Nam của chúng ta nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mở ra coi nào. Em này ở trong hộp ra là hình dạng xe rồi. Ok. Và chúng ta sẽ cần 6 bước lắp ráp để biến hình thành robot. Đó. Ok, cũng đơn giản thôi các bạn, anh không nghĩ là mình cần tới hướng dẫn luôn đâu. Đây là phiên bản của Bumblebee đã hạ cái mặt nạ chiến đấu xuống. Rồi, những cái chi tiết có màu metallic giả kim loại, rất là đẹp luôn. Đây là logo của Autobot ở mặt sau. Cái phần dưới chân các bạn có cái chi tiết màu đen đen này nè, mình gạt ra đằng sau thì sẽ giúp cho bạn này đứng vững hơn, không có bị đổ về đằng sau. Ở phần bên hai cánh cửa có những cái chi tiết tên lửa. Ở đây cái tên lửa nhỏ, này là một cái khẩu súng bự luôn. Ok, thì đây cũng là một cái phiên bản đơn giản của bạn này thôi, không có gì quá phức tạp. Zoom gần lại hết cỡ để cho các bạn thấy được cái độ finish của bạn này khá tốt ha. Đó. Biến hình lại xe nào. Khi ở dạng xe thì cũng có một cái chức năng nữa rất là hay, anh vừa mới phát hiện ra, đó là chúng ta có thể lấy ngón tay chọt thẳng ở chính giữa ngay chỗ này. 1, 2, 3. Đó. Là hai cái phần cửa này nó sẽ tách lên để lộ ra hai cái vũ khí hồi nãy. Đó, vừa chạy xe vừa bắn súng nè các bạn. Tuy nhiên thì em này cũng có một cái khuyết điểm nho nhỏ, đó là khi mà ở dạng xe thì cái phần gầm xe, những cái chi tiết dưới này nó hơi cộm và bằng với lại cái level của cái bánh xe, cho nên là có thể là khi mà chúng ta để xuống đây, mình đẩy tới đẩy lui á, những cái bánh xe nó sẽ bị trượt, nó không có quay. Nhưng mà xét cho cùng thì đây là một cái dạng đồ chơi robot biến hình Bumblebee chứ không phải chỉ tập trung vào chức năng
xe, cho nên là cái khuyết điểm này cũng không có đáng kể. Ok, tạm cho em này đứng đây. Tiếp theo chúng ta có hai em đến từ Series Power Plus. Đó thì cái chức năng mà Energon Igniters hồi nãy anh có nói đến, nó là một cái động cơ nha các bạn. Và những em thuộc cái series này thì sẽ đều kèm theo một cái động cơ như vậy. Chúng ta có thể bấm thử ở đây. Đó, bóc hộp ra thôi. Ok, và ở đây chúng ta có hai mẫu của Bumblebee. Một mẫu Bumblebee phiên bản xe Camaro, và một mẫu là em này sẽ biến hình thành xe Beetle. Đó là xe con bọ cổ điển hồi xưa đó các bạn. Đó, quay một vòng. Cái phiên bản xe Camaro này thoạt nhìn thì có thể giống giống như là cái em đầu tiên mình mở đó, các bạn có thể xem so sánh ha. Cái màu vàng của em này nó hơi đậm hơn một tí. Nhìn kỹ ra thì có rất là nhiều chi tiết khác luôn. Ví dụ điển hình nhất là cái mặt nè, chi tiết vũ khí ở bên vai, bên đây có một cái tay là khẩu súng. Rồi khác ở những cái chi tiết vũ khí ở ngay cửa nè đó, các bạn thấy ha. Và để biến thành xe thì em này có 7 bước và em này là 8 bước. Cái mẫu Camaro này nhìn y chang như em hồi nãy. Còn em xe Beetle này, mới đẹp nè. Ở trong bộ phim Bumblebee sắp tới thì các bạn sẽ thấy Bumblebee sẽ xuất hiện ở trong cái phiên bản của em xe Beetle này. Siêu dễ thương luôn. Về chức năng chạy thì hai em này đều chạy khá tốt. Đấy, bánh xe khá là trơn tru ha. Ok, còn đây là hai cái động cơ màu xanh đi kèm với hai em này. Và đây là cách lắp ráp cái động cơ này vào em Bumblebee. Mình giữ cái phần đầu ha. 1, 2, 3. Bom. Tương tự với cái xe Beetle. 1, 2, 3. Ok các bạn ơi, giờ thì hai em này đang ở một cái trạng thái rất là ngầu luôn. Nguyên một cái động cơ to đùng ở phía sau lưng, rồi súng dở lên nữa. So cool. Ok, và sau khi gắn động cơ vào cho hai em này thì sẽ chính thức trở thành phiên bản xe kéo trớn nha các bạn. Chúng ta sẽ cầm như vai, kéo về, thả ra. Wee. Đó, quá hay luôn. Woo. Khi mà kéo về đó các bạn sẽ thấy cái phần này nó tự động hạ xuống nè ha. Do là cái phần cái bánh xe bên trong nó đã kéo những cái bánh răng nhấc lên. Đó, cái tiếng khi mà mình bấm xuống nè. Nghe như giống như là tiếng động cơ phiên bản đồ chơi. Em này cũng vậy. Và nếu như các bạn đoán là mình có thể gắn cái động cơ vào cái em đầu tiên mà mình lắp ráp là chính xác nha. Đây đây. Ok, mượn đỡ động cơ của em này. 1, 2, 3. Ok, được luôn. Và khi lắp cái phần động cơ vào thì cái phần trống trống ở bên dưới cái xe này nó cũng được phần nào khỏa lấp. Tiếp theo thì chúng ta cũng có hai em giống như thế, nhưng mà là ở phiên bản tí hon thuộc Speed Series. Oh my god, mấy em này nhỏ nhỏ cầm trên tay dễ thương quá các bạn. Tuy nhỏ nhưng mà cũng đầy đủ chi tiết nha. Đó. Nhất là cái phần bụng động cơ của bạn Bumblebee này nè. So cool. Cho hai em nó biến hình thành xe. Wow, hồi hai ông robot nhỏ xíu biến thành hai cái xe cũng nhỏ xíu luôn các bạn. Dễ cưng chưa? Không, coi nhỏ nhỏ nhưng mà thật ra cũng rất là đẹp nha các bạn ơi, không có giỡn đâu. Oh my god. Đây, chiếc Biro này cũng đẹp quá chừng nè. Chi tiết sơn trên cái kính tuyệt đẹp. Một so sánh nhẹ giữa hai cái xe phiên bản lớn hồi nãy. Rồi, và nếu để ý thì các bạn sẽ thấy là ở đằng sau hai cái xe nhỏ này nó cũng sẽ có hai cái lỗ. Đó, mình mượn được hai cái động cơ này luôn nha. Cái động cơ nó còn lớn hơn cái xe nữa các bạn. Không gắn được vào trong xe thì mình gắn ở ngoài. Đây, ở cái phần dưới của động cơ này nó cũng sẽ có một cái nốt nhô ra và mình sẽ gắm vào đằng sau cái xe. Ok. Phiên bản video này cũng vậy luôn. Đây. Đó. Rồi, chạy thôi. Way. Tiếp theo là một cái phát lớn, cũng có cái động cơ màu xanh đi kèm theo, và em Bumblebee phiên bản xe con bọ, nhưng mà thuộc một cái series xịn hơn chút xíu, Nitro Series. Chưa gì mà các bạn cũng có thể thấy là em này trông đã đẹp hơn chút xíu rồi nha. Kể cả cái động cơ này cũng vậy nè các bạn, có thêm nhiều cái chi tiết màu sơn bạc metallic ha. Tiếng động cơ có vẻ như cũng to hơn chút xíu. Ok, xem nào, lần này thì tay của bạn này có vẻ như là đã được cử động 4 chiều. Đó, lên xuống nè ha, cái biên độ lên thì nó cũng không có cao lắm, bởi vì nó để vướng ngay cái bả vai rồi các bạn. Mình có thể đưa ra đằng trước, quay 360 độ. Tay này cũng vậy. Chân thì cũng chỉ mới có 2 chiều thôi, nhưng mà được cái là xoạc ngang ra được luôn các bạn ơi. Wow. Cái chi tiết mặt của Bumblebee thì ở phiên bản này thấy rõ nhất từ nãy tới giờ.
đó, hai con mắt xanh đặc trưng. Em này thì tổng cộng là có 9 bước để lắp ráp thành cái xe và ngược lại từ xe thành robot. Đó, và đây là sau khi ráp thành cái xe hoàn chỉnh nha. Rất là đẹp các bạn ơi. Ok, chức năng chạy cực kỳ trơn tru luôn. Oh. Và lần này thì cái động cơ này nó không được lắp vào đằng sau nữa các bạn, mà nó sẽ được lắp ở đằng trước bằng cách là chúng ta sẽ đẩy cái mui xe này lên nè. Đó, dỡ ra. Và mình gắn cái động cơ vào đây, bóp chặt lại, chỉnh cái phần nắp xe này lại. Và như vậy chúng ta lại đã có một chiếc xe chạy trớn nữa. Nhưng mà bạn này ở cái phiên bản Bumblebee cũng khá là đẹp, cho nên là anh sẽ để ở hình dạng robot nha. Đó, để đây, cái động cơ này cho đỡ em xe nhỏ luôn. Tiếp theo là ba cái part này cũng vẫn là từ hãng Hasbro, nhưng mà là thuộc một cái dòng mà hoàn toàn khác các bạn. Hai em Bumblebee này là mang phong cách của Transformer phiên bản phim hoạt hình Cyberverse. Đó, cho nên các bạn sẽ thấy là khác ở trong phim chiếu rạp ha. Còn em này, đó, em này là đúng chuẩn Next Stop Model luôn các bạn. Rất là cao, nhìn rất là to luôn, tuy nhiên là chỉ có 3 bước lắp ráp thôi. Em này thì chủ yếu sẽ nhắm vào những bạn nhỏ tuổi hơn, kiểu như là nó sẽ dễ chơi và chất liệu nó bền hơn các bạn. Ok, cùng mở nào. Ok, đây là hai em Bumblebee phong cách hoạt hình. Đó, em này to hơn chút xíu. Còn ông này, oh my god, ông cao nhất luôn các bạn ơi. Mình nói về hai em của cái Cyberverse này trước đi. Đây là tạo hình cái khuôn mặt của Bumblebee phiên bản phim hoạt hình. Em này là phiên bản nhỏ. Rồi, ngay đầu tiên thì anh đã thích một cái chi tiết, đó là cái khớp ngay chân của bạn này là một cái khớp tròn nha các bạn. Có thể xoay được 4 chiều. Bên này cũng vậy luôn. Dạng ra thì cũng không được hẳn 180 độ đâu, nhưng mà cũng gần gần đâu đấy. Tuy nhiên khớp ngay tay, ngay chỗ vai cũng chỉ là 2 chiều thôi, không có dang ngang ra được các bạn. Cái chi tiết thú vị của em này là ở cái cánh tay phải là một cái vũ khí nha các bạn. Nó có một cái cần gạt ở đây nè. Khi mà mình gạt xuống, nó bật cái vũ khí ra. Ok. Và cái chức năng này nó còn thú vị hơn khi mà chúng ta ráp thành phiên bản xe như thế này. Chính xác hơn là nửa robot nửa xe nha các bạn. Giống như là em này đang ngồi trong cái xe điện đồ chơi vậy đó. Ok, và cái chi tiết thanh gạt hồi nãy nó gắn vào cái lỗ ngay cho phần màu vàng chỗ này, để mà khi chúng ta đẩy ngược cái phần đầu xe này về thì một phiên bản đơn giản thôi nhưng mà cũng khá thú vị. Còn đây là em lớn hơn ở trong phiên bản Cyberverse. Mới vô thôi, anh sẽ cho các bạn xem một cái chức năng tương tác. Ngay cái phần ngực có cái logo của Autobot này, chúng ta chỉ cần ấn nhẹ xuống là cả cái cánh tay trái đi kèm với cái vũ khí có thể xoay được ngay đầu sẽ bật lên đằng trước nha các bạn. Và để reload lại thì các bạn lưu ý là chúng ta phải nâng cái phần ngực này lên một chút xíu. Đó, rồi, kéo cái này ngược sát về sau. Các bạn lưu ý là khi mà cái phần ngực này nó ở sát xuống á, mình gài xuống nó sẽ, cái tay nó sẽ bung lên. Đó, nó không có cái gì giữ lại hết. Còn về phần khớp thì tương tự như em nhỏ. Chân của em này là khớp tròn, cho nên là 4 chiều. Tay thì cũng chỉ có lên xuống 2 chiều thôi. Đặc biệt hơn chút xíu là cái đầu có thể quay được các bạn. Mà bây giờ là cách bạn này biến hình. Ta-da! Nào, các bạn thấy phiên bản xe của Bumblebee Cyberverse này như thế nào so với phiên bản movie? Đây. Và bởi vì cuối cùng là khớp chân của bạn này hơi linh hoạt hơn chút xíu, cho nên là chúng ta cũng có thể tạo ra một số những cái dáng sinh động hơn. Ví dụ như cái này, anh cho quỳ một chân và dang một chân ra. Ok, còn bây giờ nói tới ông này. Nhìn em Bumblebee này lớn sáng như vậy thôi, nhưng mà thật ra ít bước lắp ráp nhất luôn. Chỉ có 3 bước thôi. Bước đầu tiên, đưa hai cái tay này lên. Rồi, bước thứ hai, gấp cái phần chân này lên như thế này. Rồi, đấy. Và mình bóp chặt lại những cái chi tiết thôi. Ồ, vậy tính ra cũng chỉ mới có 2 bước. Họ tính là gấp cái tay bên trái lên là 1 bước, gấp tay bên phải lên là 1 bước nữa là 2. Oh wow, nói chung là cực kỳ đơn giản và dễ hiểu các bạn ơi. Tuy nhiên nói ha, cái mẫu này nó dành riêng cho những bạn nhỏ hơn, kiểu như là những cái chi tiết nó bự hơn, size to, dễ cầm nắm. Rồi xét về độ bền thì khi mà ví dụ chúng ta làm rớt, nó như thế này, nó không có những cái chi tiết nó bị rớt ra, có sức chịu đựng cao. Rất là thích những cái chi tiết màu metallic bạc ở đây luôn các bạn ơi. Rất là to và rõ ràng, ở cái khuôn mặt cũng vậy nè. Wow, ok, để ở đằng sau. Và trước khi review đến cái nón Bumblebee siêu khô thì chúng ta vẫn còn một mô hình nữa, là sự kết hợp của hai hãng Hasbro và Takaratomy. Đây là một dòng Transformer Generations, cụ thể là thuộc series Deluxe Class, series cao cấp đó các bạn. Ok, nhìn cái hộp thôi đã cũng thấy cao cấp hơn xíu rồi. Có đi kèm với lại một cái đế chân nữa. Cool. Mở hộp nào.
Wow, cái này là cái đế. Nó cũng chỉ làm bằng giấy cạc tông thôi, nhưng mà cũng rất là ngầu. Đó, thôi tạm để đằng sau. Ok, cái cảm giác cầm vào em này khác hẳn so với những em trước nha các bạn. Đó, một cái cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế. Và có một cái phần gì đó hơi dễ vỡ hơn một chút xíu. Ý anh dễ vỡ ở đây có nghĩa là bạn này có rất là nhiều khớp, cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta có thể dễ dàng tạo ra được những cái thế pose rất là ngầu ha. Đây ví dụ anh có thể nhanh chóng tạo ra một cái pose như thế như thế này đi. Đó, ok. Chúng ta có rất là nhiều khớp ha. Đầu tiên là cái phần đầu, có thể xoay được các bạn. Đấy, 360 độ. Có thể ngẩng lên và cúi xuống một chút xíu. Ở tay thì chúng ta có khớp vai là một cái khớp tròn luôn, 4 chiều nha. Đó, thêm một cái khớp ngay chỏ cũng 4 chiều luôn. Đấy các bạn, cực kỳ linh hoạt luôn. Khớp cổ tay nữa. Wow. Come here. Let's go. Có khớp eo, quay được 360 độ luôn. Ui. Khớp chân ngay phần hông là một cái khớp tròn tiếp. Xoạc ngang không thành vấn đề. Phần đầu gối cũng có khớp luôn, bàn chân cũng vậy. Đó, bàn chân thực ra còn đặc biệt hơn các bạn ha, có dễ duỗi lên vậy luôn. Nhưng mà cái này là để chút nữa chúng ta lắp ráp biến hình thành xe. Rồi phần ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy là một số những cái chi tiết trong suốt của cái kính xe đó. Đó, rất là đẹp. Hai cái chi tiết cửa trước nè, giống như là hai cái cánh đằng sau lưng Bumblebee. Dở cái phần ngực cái mui xe này lên thì chúng ta sẽ thấy được một cái phần cột sống chính của cái mô hình này. Đằng sau lưng là phần nắp capo, rồi kính chắn gió, phần đuôi xe. Ngoài ra thì em này cũng đi kèm thêm một cái phụ kiện, đó là một cái khẩu súng các bạn. Trong phim thì Bumblebee có thể biến cái bàn tay của mình thành khẩu súng, rất là ngầu luôn. Và để lắp cái khẩu súng này vào thì chúng ta sẽ gỡ cái phần tay ra, cái phần tay trước, và gắn cái súng vào ha. Đấy, và tạo một cái dáng cực ngầu cho bạn này. Và tuyệt vời hơn nữa là chúng ta có thể dùng cái đế trưng bày này. À, mình để chân em này ở đây. Oh my god, tuyệt vời. Và cái sự tinh tế cao cấp của em này cũng được thể hiện qua 22 bước biến hình thành xe. Và ngược lại, đây cho các bạn xem. Đó, qua chờ bước luôn. Bên này có mới 15 bước thôi. Tiếp theo bên này là 7 bước nữa, 22 bước luôn. Oh my god, quá đã quá đã. Ok các bạn ơi, loay hoay mãi một hồi anh khoai tây mới hoàn thành xong. Nhưng mà kết quả thì cũng thật là mỹ mãn. Rồi các bạn xem nè. Ở bên trong cái xe các bạn thấy là đầy máy móc luôn. Bởi vì tất cả những cái phần tay chân này nọ của Bumblebee đều được gấp gọn vào. Đấy, như thế này. Nhìn cái phần dưới đáy này cũng rất là đẹp nha. Cái phần khẩu súng canon thì được gắn ở ngay đuôi xe như thế này luôn, gọn luôn. Thì cái phiên bản của em Bumblebee này anh khuyên là dành cho những bạn nào lớn hơn một chút xíu. Chúng ta hãy xem thật kỹ những cái hướng dẫn, bước nào trước và bước nào sau là cái đó là quan trọng nha. Và cuối cùng là phải kiên nhẫn các bạn ơi. Đó chứ mình ráp một hồi mà bắt đầu không được á, cái mạnh tay quá là có nguy cơ dễ bị hư mấy cái phạt nha. Còn bây giờ một món là có lẽ các bạn cũng đang mong đợi nhất. Một chiếc nón Bumblebee siêu khủng các bạn ơi. Wow, cái thùng này nó bự quá. Và tất nhiên đây là cũng là một cái sản phẩm của Hasbro, Bumblebee Showcase Helmet Studio Series. Nhìn cái hình ở bên ngoài thôi các bạn cũng thấy là khá đẹp rồi ha. Có rất là nhiều chức năng hấp dẫn, ví dụ như là bên trong có luôn cả một cái loa kết nối Bluetooth, rồi mắt sáng đèn, có hiệu ứng âm thanh, rồi điều chỉnh kích cỡ đội đầu. Ok. Và để dễ hình dung nhất thì mình mở ra thôi. Oh my god. Cái này nó giống như một cái nón bảo hiểm vậy các bạn ơi, nón bảo hiểm bự luôn nha. Look at this. Amazing. Wow 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 wow. Đội vào sẽ như thế này. Ok, để anh lắp ráp nó hoàn chỉnh đã. Và sau đây thì wow, trời ơi nó hoành tráng quá các bạn ơi. Có hai cái chi tiết kia, cái tai trên này nữa nè. Đó, mình có thể dở lên hoặc là gập xuống. Ôi, rụng luôn. Không sao, tại cái này nó gắn vô dễ thôi mà. Cái màu sơn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi những cái đường viền bạc nữa nè. Oh my god, nguyên một cái logo Autobot ở đây. Chi tiết ăn trước mặt là hoàn hảo luôn. Y chang như là phiên bản trong phim. Ở bên hông sẽ trông như thế này. Ở đằng sau thì sẽ ít màu vàng hơn. Đó, và quay qua bên đây. Rồi ở phần tay bên trái này các bạn để ý ở dưới đây ha. Nó không phải là chi tiết bình thường mà nó là hai cái nút chúng ta có thể bấm vào được. Đó.
Ở trên đỉnh đầu là cái phần mình lắp pin, mình có thể gỡ ra dễ dàng như thế này. Ha, vừa mới lắp pin vào đây các bạn ơi. Cần 3 cục pin 2A. Cái loa nó nằm trên này. Thì hai cái nút này, cái nút ở đằng sau khi mà chúng ta bấm vào sẽ có hàng loạt những cái hiệu ứng của Bumblebee. Thì nếu như các bạn là fan của Bumblebee, các bạn sẽ biết là bạn này không có nói bình thường được, mà chỉ có thể sử dụng qua radio để nói thôi. Nhưng mà cái phần trước của Transformer thì bạn này cũng đã bắt đầu nói được rồi. Nhưng mà ý là cái công dụng của hai cái nút này nó như sau. Là mỗi lần bấm vào thì cái mắt bạn này sẽ sáng lên. Có thể anh sẽ tắt đèn để mình dễ nhìn hơn. Có nhạc nữa. Cái nút ở đằng sau là giống như là những cái hiệu ứng giọng nói máy móc của Bumblebee. Còn ở đằng trước là những cái giọng nói mà qua radio, rồi hoặc là những cái bài hát, những cái giai điệu rất là vui luôn. Ở bên trong cái nón sẽ là một cái strap để chúng ta có thể đội lên đầu. Mình có thể điều chỉnh được kích thước cỡ đầu nha các bạn. Còn ngay chỗ này là một cái chi tiết cao su để mà mình kê vô mũi á. Rồi bây giờ anh thử cho các bạn đội vô coi nó làm sao. Ok, các bạn thấy gì không? Bật hiệu ứng đèn lên nè. Ok, còn đây là hình ảnh thực tế mà mình đội cái nó lên thì nó trông như thế này đó các bạn. Đó là phần để dựng cái tay thì lên nè. Ý. Ý. Hello. Để nói chuyện theo phong cách Bumblebee. Chắc chắn là các bạn cũng sẽ comment ở bên dưới là ô anh ơi, anh dùng cái này làm nón bảo hiểm đội ra đường đi. Cái này anh không khuyến khích nha các bạn ơi. Bởi vì đây là một cái nón nó dạng như là đồ chơi hóa trang thôi. Mình chỉ có thể nhìn qua được hai cái con mắt ở chỗ này nè. Thì cái tầm nhìn nó rất là hạn chế. Và thực sự thì nó cũng không có cái chức năng bảo vệ đầu của chúng ta lắm đâu. Cho nên tóm lại thì đây là một món rất là cool ngầu để mà chơi hóa trang này nọ. Nhưng mà để làm nón bảo hiểm thì không. Ok, và có bạn nào cuồng Bumblebee giống như anh khoe tay không? Thì hãy comment ở bên dưới cho anh được biết với ha. Có như tập này cũng phần nào thỏa mãn được cái cần số này rồi. Và như vậy là một tập nữa trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh khoe tay một like. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh khoe tay sẽ trở lại với những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.